giỏ hàng mặt tiền quốc lộ 1 giai đoạn 2 đã hết trong vòng 7 ngày. Thì các anh chị có biết là Cam Lâm rất là thu hút các nhiều nhà đầu tư, và anh chị không biết Cam Lâm ở đâu. Hôm nay em Như sẽ dẫn anh chị đi tham quan Cam Lâm bằng Google Map nhé. Các anh chị chỉ cần gõ vào Google Map Cam Lâm Khánh Hòa thì nó sẽ hiện ra vùng khoanh đỏ, đó là huyện Cam Lâm Khánh Hòa nha quý anh chị. Cam Lâm nằm giữa hai thành phố lớn, đó là Nha Trang và Cam Ranh. Từ cảng hàng không quốc tế Cam Ranh di chuyển đến Cam Lâm chỉ mất 15 phút lái xe. Bên phải đó là thủ phủ Bãi Dài xinh đẹp với 41 dự án đang đi vào hoạt động. Chính giữa đó là đầm Thủy Triều, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Chấm xanh đó là bùng binh giao giữa Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Tất Thành. Di chuyển khoảng 300m sẽ đến cầu mới đầm Thủy Triều, con đường duy nhất hiện tại nối Cam Lâm đến bờ biển Bãi Dài. Đường Đinh Tiên Hoàng giai đoạn 1 có 6 làn xe chạy rộng 40m và đó là con đường huyết mạch của Cam Lâm. Giá đất đường Đinh Tiên Hoàng năm 2021 tính mét ngang là 1 tỷ 2 đến 1 tỷ rưỡi trên 1 mét vuông, tương đương với 35 đến 45 triệu trên 1 mét vuông. Ngã tư Đinh Tiên Hoàng giao quốc lộ 1A là trường trung học phổ thông Trần Bình Trọng, ngôi trường top 1 ở Cam Lâm. Và trước mặt chúng ta là con đường quốc lộ 1A, đường hiện trạng 40m, quy hoạch 80m, là tuyến đường chạy dọc Bắc Nam. Sở hữu vị trí đắc địa, giai đoạn đầu chỉ mở bán 10 nền, cách quốc lộ 1 chỉ 120m, đường trước mặt quy hoạch 13m và đường nội khu 8m. Nằm cạnh Ủy ban Nhân dân xã Cam Hải Tây và nằm cạnh quy hoạch chợ Cam Hải. Đặc biệt nằm cạnh quỹ đất thương mại dịch vụ, nơi tập trung các loại hình kinh doanh thương mại dịch vụ bậc nhất Cam Lâm, thích hợp để các anh chị xây ở, kinh doanh, xây dựng homestay, khách sạn, cho thuê. Anh chị quan tâm hãy follow kênh của em Như nhé để nhận thật nhiều thông tin hữu ích.